Không biết anh Thành Vũ có biết Tú có người yêu hay không? Thì tôi biết rằng là Tú có người yêu là một người chơi khá nổi tiếng với câu bài Valentino. Ngày hôm nay anh ta bị cấm đi Valentino nhưng ta đã chơi quy rất hay. Trận thi đấu vừa xong là một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy rằng là các bạn khán giả có kỹ năng rất tốt, đặc biệt là người chơi của bên phía đội tuyển của Đồng Nam, đội tuyển trái đất, đó là Tú có người yêu. Tôi thấy rằng là ta chưa để cho cái tốc độ của đội hình hiện xanh quá lâu, anh ta sử dụng ngay lập tức bằng những hướng mở ra cho đội hình. Và chính Tú có người yêu là MVP của trận thi đấu này với 14 công việc MVP. Một tình huống mà có lẽ Follow đã làm quá nhiều điều với tình huống đất bỏ chạy với Follow đã múa quá rất mạnh. Phải nói là Follow võ công quá cao cường. Và đây là Valentino vì một cái tình huống múa phải nói là cực gắt. Tú có người yêu, có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu rồi. Đánh qua về những tình huống bông hoa bông bụng phải nói là đúng top 1 đúng thật. Tú có người yêu là Tú đánh căng lắm, làm đứa đánh cái nào đầu má đéo lỡ được. Phải lấy cái đấy như lỗ được vậy. Thầy gặp từ idol TikTok thì thầy tê tê. Tú đánh kinh vãi đái, Tú đánh mà Follow càng vãi đái luôn. Tú có người yêu. Và đây là Valentino.